Thanh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Sáng nay thì mình ra mình thấy qua ngồi làm mấy cái này. Ngày tối hôm qua thì qua có xin mình 150.000 đặng qua đi chợ. Qua nói là qua sẽ sáng nay qua sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Qua muốn làm thử. Chứ nào tới giờ qua chưa làm lần nào hết trơn. Qua cũng làm đồ ăn và ăn chứ quên. Thì qua cũng làm đồ ăn nhưng mà qua chưa nấu gì cho cả nhà ăn lần nào phải không? Nên là sáng nay thì mình đưa cho qua luôn 200.000 để qua đi chợ lỡ có lủng bánh xe hay gì cũng giá xe được. Rồi qua mua đồ về qua làm gì vậy? Qua nói thử hay nghe đi. Nó mua túi chai. Mua túi chai hả? Qua mua gì với gì? Mua cây đỏ, cây trắng, mướp, bắp, củ sắn. Cái này thì để nó ngọt nè. Nấm với hẹ rồi tàu hủ ki, hủ tiếu, giá, rau. Đủ tiền hả? Đủ, dư. Dư hả? Dư nhiêu quên rồi. Dư có mấy chậu quà mà cô quên rồi. Hả? Qua biết nấu không? Không. Biết nấu sao nấu? Trời, có hai mà thôi gì. Mà qua có thấy ai nấu chưa? Chưa. Chưa hả? Vậy sao qua nói vừa thấy cô Sáu chiên đậu phộng vậy? Cô Sáu nó hủ tiếu hường. Vậy hả? Cô Sáu chiên đậu phộng thì thường thì ăn đậu phộng á. Vậy hả? Cô Sáu nó hủ tiếu thường là cô Sáu chiên đậu phộng hả? Chứ không phải gan hả? Thì cái đợt bữa đó ăn hủ tiếu gì á mà đậu phộng có Sáu chiên mà bỏ vô thì ăn nó ngon. Vậy hả? Vậy là đậu phộng mình chiên phải không? Mình hồi nào tới giờ mình chưa có chiên đậu phộng lần nào hết á. Nghe qua nói vậy chút nữa làm thử bắt chước cô Sáu thử đi. Thì giống như mà thường thường mà chị Ba đi ăn hủ tiếu cha mà chị Ba hỏi là ủa sao đậu phộng mình nó giòn không? Nó giòn. Bữa hay đi lấy dao hay phụ cho. Thấy sao ấy rồi. Nữa hả? Hay gõm này ơi, cắt này đi. Sao? Hả? Sao? Mẹ mới chào bạn nè. Mẹ mới chào các bạn nữa. Đợi mới chào rồi. Đi chào đi. Đợi các bạn. Bữa nay Vi được ca rồi. Bữa nay Vi học giỏi. Bữa nay Vi... Có hát không? Không á. Vi làm gì làm. Mẹ không. Con chở phổ tao á. Con đâu biết rồi Huy. Nghe em coi. Đừng đứt tay với nhau qua. Dạ. Cha 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 cha. Làm tiếng không qua? Cả cái đó nó cao quá không có thế. Đứng lên. Lăn 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 á. Đúng rồi. Hai ba ăn rồi bà. Cái này nấu được. Chưa. Nấu không biết không? Chọn cái gì? Chọn cho bà. Sắc sao hai? Sắc mỏng mỏng đó bà. Sắc mỏng mỏng giống như mình bình thường mình nấu canh vậy đó. Sắc tròn hay sắc dày? Sắc tròn cỡ này nè.
đúng rồi. Đúng rồi. Này nãy vừa rửa rồi nè, rửa hết luôn rồi đó. Này sắc sợ hại. Hả hả? Cơ sắc làm hai ghê à. Xả sớm. Chừng đứt cái tay á, dao nó bén á nha. Rồi. Rồi ụp ngược lại hả? Ụp nhân gùa đúng rồi, xả xả đúng rồi, đúng rồi. Xả mỏng hả? Đúng không? Đúng rồi, xả hơi vậy chút cũng được, để cái đó mình lấy nước á mình ấy lâu. Mà cái cục đó mình không có gãy. Ủa này nó bị gì á hai? Nó bị dập hay gì á? Kỳ á. Cái nào ấy thì hừ thôi bỏ bỏ cái khúc nào không bị mềm hả lấy. Ừ. Bỏ đó đi. Dục xuống cho cá ăn, mấy con cá ăn rau á. Chắc mẻ ăn dao quá ba. Không hết mà mẻ gì. Bên đây cũng bị nữa. Kỳ vậy? Không sao đâu ha. Ờ vậy chút nữa cắt bỏ cái đó. Nước rồi hai. Nếu mà chế nước chưa. Âu. Âu. Được chứ hai, đủ ăn rồi được rồi. Ừ, đủ ăn rồi. Nhớ nữa nữa nữa, tại vì nước nó còn rút miếng nữa. Nước hơi 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 sôi rồi, qua đẩy vô hai. Ừ. Nó mới hơi hơi à. Đẩy vô đi. Mình lấy cái nếp ngọt của nó thôi. Ủa. Tiện để nấm nhân quá. Không biết rồi, nấm còn sắc nữa. Ủa cái trái bắp kia qua không có trẻ kia chặt kia hả? Qua hay à, một trái ăn đủ rồi. Cái trái này luộc ăn. Sao qua biết nấu hủ tiếu có mấy này mà qua mua. Tại bình thường á, đi học á thì qua ăn hủ tiếu hay ăn hủ tiếu chay. Tại vì ở trường có quán hủ tiếu chay ngon lắm, đó giờ luôn. Nhưng tao mày nấu là tốt tao vô tặng mà. À, 13 hẹn tao. Nấu gì? Anh nãy ở đâu gặp trước tao con vô tặng của mày. Vậy hả? Con chào ông chào bà chưa? Gửi mặt của mày hả? Gửi mày là gửi chân mày hả? À đúng rồi, đúng rồi. Ba, rửa mày là rửa mặt, là rửa mặt, cần rửa mày là rửa chân mày. Thì đúng mà. Đúng rồi ha. Ai mới biết luôn. Rồi. Hồi Tết á thì Dung có mua mấy cái bông giấy về, mà cái đợt đó mình còn ngoài Lâm Đồng. Mình chưa có về nhà. Chị ba mua nhiêu cây qua? Mua đâu với Lâm. Bộ ba không có đi chung chị ba hả? Không, đâu đi. Bữa đi đừng đi mẹ để gì á. Mẹ với đệ với gì dịp chị ba hả? Con không biết nữa, bố đi hả? Không biết gì đâu. À, mấy cây bông giấy này nè, hồi hôm Tết nó không có bông. Mà ăn Tết xong giờ này nó mới tổ bông ra. Không, không biết sao không? Tại là lúc mới mua về tới nước mặn. Cái nó bị sắp chết. Dạ hả? Nay nó tỉnh rồi á, nay nó tỉnh rồi nó mới có bông á. Nè, hèn gì mấy cái bông này nó bị chai này ba, nè. Thấy không? Ừ. Nè, nó bị chai, bị trái luôn nè. À, bữa tới nước gì? Mặn á. Dạ hả? Thì nó sắp chết rồi, nay mẹ tưới nước giếng khoan hả? Ừ. Hồi xưa cách đây chắc cỡ hăm mấy năm trước á, là lúc đó thì năm nào nước cũng mặn giống như nhau hết á. Thì cái là năm đó cha mình có kêu chú Cả Hiếu á, ở xóm mình là chú đó, thì chú lúc đó chú đi khoan giếng cây bằng ấm nó nói lại á. Rồi mà đất nhà mình thì không có cái giếng, mẹ cha mình nhớ là cha mình khoan đâu 6-7 cái gì đó, nhưng mà không có xài được, tại vì chỗ nào cũng bị phèn hết trơn á. Lúc mà khoan xuống thì có nước, nhưng mà nước đó nó lại nhiễm phèn,
phải phèn mà nước nó vàng khè luôn, rồi đâu có xài được đâu, thì để tới giờ luôn á. Rồi năm nay thì mấy năm nay thì nước mặn quá, mà nước với Dũng thì nó mặn lè hà, rồi mặn mà mặn đắng luôn á. Tưới cây á, cây nó chết hết, nên là mẹ nhờ thợ vô bơm đỡ nước ở dưới một cái giếng ở gần nhà nhất. Mẹ cũng kêu chú Hiếu á. Ủa vậy hả? Ủa anh Hiếu chứ? Hiếu nào? Thì anh Hiếu, anh cả Hiếu. Chú Hiếu với anh. Cha kêu hồi đó đi chơi cha kêu bằng anh mà. Ủa vậy hả? Vậy hả? Đó đi cha kêu bằng anh. Vậy hả? Rồi cái tại vì thường cha mình kêu bằng chú thì mình kêu theo cha. Nên mình kêu bằng chú luôn. Chú là chú em. Rồi cái mẹ mới kêu chú Hiếu vô thọc cái mua tưa xuống dưới đặng bơm lên tưới cây vòng vòng đỡ cho nó đỡ chết. Thì nay mẹ mình tưới nó ra bông lại mừng ghê á. Sau khi mà xài bông cái đợt này xong thì chắc là mình xin chị Ba mấy cây bông giấy này nè đem đi tọng dưới đất. Chị Ba tọng xuống mưa xuống là nó dính dưới đất, nó hít dưới đất rồi nó tốt lên lại. Là nhà mình dung mua tới 6 cây lận, bên đây 3 cây, bên kia 3 cây. Bữa nay thì mẹ mình á với Tiền đi vòng vòng ở ngoài vườn giật mấy cây dừa. Bữa hổm thì anh Út có giật rồi, nhưng mà mấy cây dừa thấp mà có mấy cái tái mà nó ít quá anh Út bỏ sót lại. Chiều nay anh Út chảy dừa cho nên là mẹ giật, mẹ với Tiền giật luôn. Đúng. Mình với Qua thì ở trong nhà nấu đồ ăn. Hai. Sao bình thường á cô thấy á, người ta chờ nước nó sôi thiệt là sao người ta mới vớt bọt hai? Tại vì mình chờ nước sôi thì bọt nó mới động lên tên mà hay vậy á. Với lại cô biết sao nữa không, mình đừng có lúc mà đang nấu cái nước ngọt cá xương cũng vậy, mà rau củ cũng vậy nữa, mình đừng có quậy ra, mình chỉ vớt bọt cái mé tên thôi. Để hay vớt cho coi nè, nhìn nè, qua nhìn nè, qua phải cần học hỏi thêm nhiều. Đó. Thấy không? Vậy chút hồi nước nó sẽ trong, nó thơm mùi bắp quá à. Đúng rồi, thơm mùi bắp chứ thơm mùi mốt hương. Ừ, đúng rồi. Đó, mình làm vậy hồi nước của mình nó tâm giấc mà ngọt ngay, nó ngon đó. Khi mà cái tô hủ tiếu mà mình bưng lên mình ăn á, mình thấy người ta nấu cái nước trong là mình đúng biết mình người ta nấu khéo á. Không, nhưng mà qua lại thích ăn nước đục. Gì kỳ vậy? Không phải là hết gia tiệm ăn nước đục, nhưng mà ở nhà qua nấu gì á. Không, biết không? Quen. Tại qua không biết á. Cái nước đục là cái nước bọt á, nó dơ. Vậy hả? Mình phải làm cho nó nước nó tâm. Còn cái nước nó tâm rồi mình muốn nước đục thì mình xịt thêm nước tương, nước mắm gì á mình xịt. Tại vì cảm giác mà ăn nước trong á, cái cảm giác tâm nước nó không có gì á. Vậy là qua không biết, tại qua không biết, qua chưa biết. Qua từ từ qua ăn này qua để qua biết cái gì. Xong rồi, nhà niêm chưa ta? Bắt qua bên đây, bắt qua bên đây đi hai. Xong rồi chiên. Chiên gì? Chiên đậu hũ với hả? Đậu hũ kỳ. À, vậy cũng được. Cái này là gì qua? Không biết, lúc nãy cái gì bán gà hay gì á. Gà hả? Gà chay. Lườn gà hả? Ức gà hả? Vậy nói cái gì mà có nghĩa gì gà xé á. Dạ hả? Mà không biết phải không nữa. Nó sườn xé á. Nghe gà không biết nữa, thôi kệ đi. Có ăn được rồi. Cái này là nấm đông cô nè. Sáng qua mô luôn nè. Còn bên đây là đồ chay. Qua về qua ngâm luôn một lượt rồi bỏ vậy. Một cái thì này nhiều quá, đáng lấy ra là phải phân nửa này thôi là vừa ăn. Mà qua không biết, qua ngâm luôn một lượt. Hiện giờ mình phải bóp dắt thì mình sao mình lấy phần nửa rồi mình phơi lại cho nó khô. Lạnh quá ha. Giờ mình phải bóp dắt rồi xả, bóp dắt xả hoài vậy nè cho nó sạch thiệt là sạch đi. Với lại nấm mình cũng làm vậy luôn cho nó đừng bị hôi nấm. Mình đổ vô ăn chút nữa mình nấu chung luôn cho nó ngon. Nấm kim chi, ủa nấm gì hay? Nấm gì? Nấm này tự nhiên ai cũng quên đó. Nấm gì? Nấm đồng cô.
này đúng không cô? Cái này là tàu hũ. Đúng rồi, tàu hũ. Đây là nấm, nấm rơm. Đây là thịt gà. Đây là chả, chả chay. Màu sắc tàu hũ. Cục bự hay cục nhỏ hả? Bình thường qua ăn sao? Vuông thì... Vuông mình mới chiên được. Biết sao không? Tại thường ăn hủ tiếu chao không ăn tàu hũ. Vậy hả? À, ơi, ơi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Không có ăn tàu hũ. Không thích hả? Không. Vậy sao cô biết đường qua mua? Trời ơi, biết trong đó có. Cô biết chứ không có ăn. Thật sự là tại nấu cho nhà ăn, nấu cả nhà ăn luôn mới mua đầy đủ chứ nó mình qua ăn, qua mua cái nào không ăn là qua không mua. Đây là tàu hũ. Đây là tàu hũ kỳ. Này qua mua nhiêu tiền tàu hũ kỳ vậy ạ? Ôi nó bự ghê luôn á. Con không nhớ. Cái này nhiêu ta? Không nhớ nữa. Này qua kia người ta vậy chứ qua nói người ta bán sao mà qua không biết được. Người ta hỏi là qua hỏi có bán tàu hũ kia không, hỏi mấy chỗ luôn hết trơn luôn á. Thì sao? Thì chứ qua mới hỏi được chỗ đó có cái hỏi qua mua nhiều đó, con cũng không biết nữa. Con mua, con nấu hủ tiếu chay có mấy người ăn hà hỏi nó nồi bự hay nồi nhỏ, cái mới nói dạ dạ nào cũng nhỏ nhỏ chứ không có bự. Rồi sao nữa? Cái bà hỏi qua lấy nhiêu đây được không? Chứ qua nói dạ chắc được cái gì. Rồi bà lấy vô qua. Cái này nó mỏng giống như tờ giấy. Bánh tráng, giống như tờ bánh tráng. Thì như bánh tráng, cắt ra sợ nó bể nữa nè. Có thích khách? Không có, người ta ở ngoài đường. Không có vô nhà mình hả? Không. Ủa? Hai chả này đâu có chiên nữa hả? Chả này hả? Ừ. Ờ chắc không chiên đâu bà. Quá người ta ăn, người ta đâu có chiên đâu. Mình cũng chưa, hình như mình chưa có từng nấu cái món hủ tiếu chay lần nào luôn. Cho nên là mình cũng không gành để chỉ cho qua luôn. Bữa nay Út có nhà không qua? Chắc có đi làm rồi. Hủ tiếu chay cũng có bữa tiêu nữa. Chắc đi làm hết rồi, nay công ty người ta đâu nghỉ. Tưởng là nó có nhà rủ nó qua ăn. Chơi cho vui. Cái này mình phải chiên ha. Ủa, nãy không mới nói gì ta? Hay thích ăn cái này nè qua. Tàu hủ kỳ nè. Chiên nên ăn. Chị qua cũng thích ăn. Chắc cái này phải bẻ quá. Cắt không có được gì hết. Bẻ ra nó bị ấy rồi. Cắt cái nó bị bể tùm lum, bẻ vậy nó không bể tùm lum nè. Mà bể tùm la. Nấu xong cái mẹ giật dừa, mẹ chị tôi giật dừa vô cái có ăn. Ừ đúng rồi, cái này chắc nó bẻ quá quê. Chứ không có cắt được, không thể nào cắt được, nó giòn gụm hà. Cắt nó không có giống như cái ý mình muốn luôn á. À, mình thấy là nó rất là giòn. Ơ ơ rồi, rớt rồi. Rớt miếng này. Sao? Vậy chiên, ăn chiên cái này. Chiên cái đó, chiên đậu phộng. Nấm sắc hơn đi qua. Nấm sắc làm hai. Hai lấy cái này ra cho, lấy cái này cho chưa. Chắc được không? Đưa chắc được chứ, được chứ. Hay ta. Hay làm như qua không biết làm á. Rồi qua sắc rồi nha, hai bát chảo lên chuẩn bị chiên nha. Hả? Rớt nữa rồi. Rớt cục. Ổn chứ. Để quên nhắc cái này. Áo nấm. Ôi đây. À, chảo nào qua. À, lấy mẹ lấy dùng qua đôi đũa sửa lại. tay ngắn và đặt che cả bầu quá trời. Sao đụng như đây dầu chứ không đủ quá à. Tay qua ngắn mà qua bài đặt gian cả bầu trời hả quá. Hai giờ chiến nào trước hai? Chiến này.
chiên hủ kia, hủ này với cái này, cái nào chiên tước vậy ta? Hai cũng không biết luôn nữa, hai chưa làm này lần nào luôn, hai cũng không biết nào tước nữa. Hơn nữa đâu không nó thôi nhưng mà nhiều quá ăn không hết á. Chưa hả? Chưa sôi hả? Chưa sôi. Nãy giờ làm nó lớn mà chưa sôi luôn á. Kìa, chưa sôi rồi kìa. Nứt vỏ luôn mà thấy không? Qua chiên đi hai chùm lửa cho nè. Hai canh lửa cho. Đứa đứng trong, đứa đứng ngoài. Mà qua thấy hình như lỗ hổng nó ra hay ơi. Nó ra dầu lửa ấy nó bị bị đục nè. Nó ra dầu á, nó ra dầu đục hổng không hả? Ừ. Thanh Hà nãy hỏi cái gì, thấy cô Sáu gì? Cô Sáu chiên cũng giống vậy luôn hả? Cô Sáu kêu qua chiên qua là người chiên luôn. Vậy hả? Bữa là qua chiên. Vậy hả? Tại chiên qua... rồi chiên chừng nào mới được? Thì chiên cho nó vàng vàng. Tại thì chiên nhớ chín mà nó vàng á. Tại qua nhớ bữa hổm á, không biết ai đi ăn hủ tiếu hình như chị ba hay là hai gì á. Hỏi là sao đậu phộng người ta làm giòn hay vậy ta? Tại vì tưởng là gan thì đó. Mà nếu mà gan bởi vì nó không có giòn. Xong rồi cái bữa cô Sáu lại vậy đó, thắc mắc cho chị ba hay hai vậy, con cũng nhớ ai nữa. Được rồi đó. Chiên lửa lớn không? Chiên lửa nhỏ ta? Lửa lớn. Lửa lớn hả? Không biết nữa. Thì bữa nó qua chiên hay đâu có chiên đâu qua hỏi. Ủa chiên bếp gà cũng không nhớ nữa. Vậy là lửa gì giờ? Dạ hỏi cô Sáu thôi, chị người lớn, chị người lửa nhỏ, cô Sáu. Vậy là lửa gì giờ? Không hỏng ra. Mày cũng được đi. Lửa gì giờ đi. Không chắc. Động động không đó. Động động không? Đúng rồi vậy á. Đúng rồi, nó hơi vàng rồi kìa. Lấy này đứng nha. Nó vàng rồi đó, hên này là mình hên là nó không có bị văng ha. Qua là đứt cũng là vậy hả? Đúng rồi. Hay người ta hồi trước bữa kiêng ăn này, cái này là đúng ta, hồi như bữa kiêng ăn nó hủ tiếu cho bữa kiêng ăn gì đó. Hồi kiêng ăn ăn hủ tiếu gì? Kiêng ăn buổi sáng mình chiều ăn á. Chưa được chưa? Đúng luôn. Cái gì rồi chắc được rồi đó, đó. Ôi, cái nhà ướt. Ờ, lấy lên giúp cho là nào lên. Ở đây, đây. Đây là để mà khác. Rồi qua bỏ đậu hũ gì vô đi. Hả? Biết lên. Biết lên, bỏ vô lại. Bỏ vô miếng này đi. Vậy cho nó nóng nóng. Cho nó bớt nóng vô. Không đúng rồi thì cũng vàng vàng đi. Phải rồi, hình như hơi khác rồi. Sao? Cái này mình chưa làm bằng nào thiệt tình là chưa làm bằng nào cho nên là không có biết thiệt. Bị khét không đây nữa nè. Mày ăn không biết được không đó nè. Thôi ăn thử cho mấy chiên lợi còn mà. Cứ coi như là thử đi. Chút ăn thử thôi, trời nó ngồi ngồi thử. Người ta không biết phải hơn nữa. Cái gì hồi chiên lại. Vậy là chắc là chiên lửa nhỏ rồi hai. Hai bỏ nước luôn rồi. Em sao nấm chiên luôn. Chiên lửa nhỏ hả? Chắc vậy. Chứ ăn nữa thì cậu tới biết liền. Hình như chả không có chiên thì phải. Chả không có chiên. Tôi nhớ là chả không có chiên. Tôi nhớ là ăn hủ tiếu chả thắng tươi rồi. Ủa chiên nấm gì vậy hai? Chiên nấm cho nó chiên sơ sơ vậy thôi chứ không phải chiên cho vàng. Nấm chiên sơ sơ thôi cho nó điện hơi nấm vậy nè. Nấm không không lại nấm không thôi nấm không lại hơi mèo thì hình thường vậy. Không mà nấm này cỡ nào cũng phải thôi á thì nó cũng kệ nó có mùi vậy mà không sao đâu. Mình phải chiên thịt gà có chiên không ta? Chiên luôn á. Không nhớ đâu có đâu. Không. Chiên đại đi, chiên sơ đi. Cái này vàng nè.
này ăn này chín rồi nữa ha. Về đều nè, lấy ra để họ xét, lấy lại là được. Hơi hơi rồi, còn còn nấu rồi, đâu còn giòn đâu đúng không mày? Ừ đúng rồi, mình còn nấu lại nữa mà, mình chiên sơ thôi. Mình không biết là đậu phộng chiên gì mà có ăn được hay không. Đây là lần đầu tiên mình biết là đậu phộng chiên. Ây, cái màu vậy nè, mình thấy nó giống khét quá đi. Ăn thử coi nó có khét không, khét chiên lại. Phải thử, thử thì nó khét không. Nóng không? Cũng không có khét lắm à. Không có khét lắm rồi, khét hả? Không, ăn cũng bình thường à. Không có mùi khét á. Cái hột vớt ra sau thì nó hơi đắng nhẹ. Đắng nhẹ hả? Ừ, đắng nhẹ. Còn cái hột vớt ra trước thì nó vậy, nó vừa ăn. Hay là chiên lại. Chắc được không sao. Nhưng mà lần sau mình rút kinh nghiệm, mình sẽ chiên lửa nhỏ. Đông cơ chiên luôn. Mình không biết ở ngoài tiệm người ta có ướp trước khi chiên không nữa, mình không có, thiệt là không biết luôn á. Cái này là làm đại ăn cho dùm qua thôi. Mình bỏ vô luôn. Chưa, cái mấy cái này chưa vàng. Cái này được rồi nè. Nó hơi vừa được à, vừa tới là được. Chứ đừng có vàng quá ăn không ngon. Ấy, nó còn mấy cái đốm trắng trắng hơi á, giống vậy là ngon nè. Biết sao không? Nó còn giữ cái độ béo á. Quay. Ừ. Qua để lên đây nè. Rồi để mấy miếng này lên chiên luôn coi. Đó là chưa chiên là hủ kia lần nào á. Hay cũng chưa chiên luôn. Từ hai ít thôi. Chưa biết nó làm chiên sao. Chiên từng miếng để lại á. Để dính làm sao? Không dính đâu.